Thương chào cả nhà đã chọn xem video của kênh Ghiền Nấu Ăn giữa bạt ngàn các video trên YouTube. Em là Duyên Nguyễn và hôm nay xin mời cả nhà cùng xem cách làm chân nấm sa tế, hay mình có thể tạm gọi là khô bò chay. Dùng 100g chân nấm hương khô. Em cho nước vào ngâm 20 phút để làm mềm chân nấm. Khi chân nấm hương đã nở mềm rồi, thì cả nhà vớt chân nấm ra, đồng thời vắt cho ráo nước. Em tiếp tục cho nước vào. Lần này cả nhà dùng dao gọt tỉa sạch chân nấm. Sau đó mình bóp rửa sạch chân nấm hương lại một lần nữa với nước rồi vắt ráo. Em cho chân nấm vào nồi, cho một muỗng cà phê muối, cho khoảng 1 lít nước. Rồi mình bật bếp nấu sôi. Nồi chân nấm hương luộc đã sôi lên rồi nè cả nhà. Bây giờ em vớt chân nấm ra. Mình thả chân nấm vào ngâm trong tô nước lạnh cho nguội bớt. Và khi chân nấm đã nguội hẳn rồi, thì cả nhà vớt ra, vắt cho khô ráo nước đi nha. Bước này vừa để làm sạch chân nấm hương, vừa giúp giảm bớt mùi hăng nồng của các loại nấm sấy khô. Tiếp đến, em dùng chày để giả dẹp và làm tơi chân nấm. Chân nấm hương giả xong rồi, thì mình tiến hành ướp gia vị. Em cho 50g sả băm nhỏ, một muỗng ăn canh gốc boro băm nhỏ, một trái ớt sừng không cay băm nhỏ, một muỗng ăn canh hạt nêm chay, một muỗng ăn canh nước tương, nửa muỗng ăn canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, một muỗng cà phê ớt bột. Em xay vào nửa muỗng cà phê tiêu sọ. Cho 2 muỗng ăn canh dầu màu điều. Rồi mình trộn thật đều để chân nấm được thấm gia vị. Dầu màu điều và ớt bột là hai nguyên liệu giúp cho món chân nấm sa tế của chúng ta được lên màu nâu đỏ, ra dáng khô bò chay. Ngoài ra, dầu màu điều còn giúp giữ độ ẩm cho chân nấm, tức là sau khi đem sấy thì chân nấm sẽ không bị khô cứng đó cả nhà. Em làm nóng nồi chiên không dầu với 205 độ C trong 5 phút. Khi nồi đã nóng rồi thì em cho chân nấm hương ướp gia vị vào rổ chiên. Cả nhà nhớ lót giấy bạc hoặc giấy chống dính vào rổ chiên trước khi cho chân nấm vào, để trong quá trình sấy sẽ không gây khét nấm. Mình sẽ sấy nấm bằng nồi chiên không dầu với nhiệt độ là 160 độ C trong 20 phút. Và sau khoảng 10 phút đầu tiên thì cả nhà nhớ đảo nấm lên để nấm được khô đều cả hai mặt nha. Sau tổng cộng 20 phút sấy khô thì giờ đây chúng ta đã có thành phẩm khô bò chay rồi nè cả nhà. Chân nấm được sấy vừa tới, không quá khô cứng cũng không quá ướt, còn mùi vị thì vô cùng thơm luôn ạ. Thank you.
Em xé một miếng chân nấm sa tế cho cả nhà xem nha. Chân nấm có độ dai, ngọt, khi xé thì kéo sợi nhìn rất hấp dẫn. Đây sẽ là món ăn vặt tuyệt vời mà mình có thể đem đi muôn nơi, rất ngon lành và bổ dưỡng. Hoặc cả nhà có thể làm món này để biếu người thân, bạn bè, như một cách để gieo duyên lành nho nhỏ trong tháng 7 chay lạc này. Kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn mến chúc cả nhà làm khô bò chay thành công.